chào các bạn nhé. 80 tấn à? Chào các bạn nhé. Chào 5.000 anh em. Chào, xin chào lắm cho anh em. Đây là cẩu với cột điện đấy các bạn ơi. Hết đường về hả anh? Không về nữa. Con cẩu đang dựng cột điện ở cạnh đường đấy các bạn. Và gây cản trở ách tắc giao thông. Được chưa? Lên trôn lui ra hay là bên kia rồi. Cẩu với chân cột nó lên các bạn ạ. Cẩu chân cột nó lên nhấc quay sang bên kia. Xe đang ách tắc ở hai đầu rất là nhiều luôn. Đây con cẩu Sunny các bạn. Bên kia cơ, cái đây, bên kia, quân cho qua cột này.